Ok, chào anh em ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu anh em một con loa Onkyo anh em ha. Loa này loa box sale anh em. Model là Onkyo D152F. Ok, đây là ngoại hình của nó ha, còn đẹp anh em ha. Loa đẹp đủ cây cân. Cặp này nặng ha anh em. Cặp này nói chung là nặng ngon. Ngoại hình còn đẹp. Con này thì bà hàng bãi về còn hát ok anh em ha. Còn nguyên zin luôn, găng này là găng ship anh em ha. Ok, mình test chức năng của nó anh em. Chức năng nó thì mình đánh với con âm ly đề nông anh em ha. Âm ly vàng đề nông thôi. Ok, mình test chức năng của loa ha. Ok ha, thì con này thì bass giáp kêu tốt anh em ha, thì âm thanh rất là chuẩn, ngoại hình thì còn đẹp anh em ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video ha.